Dáng cân đối khác hoàn toàn với các sản phẩm khác trên thị trường, trong đó có nhiều các nhóm vitamin B, B1, B6, B12 giúp chuyển hóa đường thành năng lượng, do đó có thể được dùng để thay thế bữa ăn sáng hoặc bữa ăn tối, làm cho vóc dáng thon gọn, cơ thể săn chắc. B1, ngũ cốc dinh dưỡng, bữa ăn lành mạnh, uống ngon, sống khỏe.